Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin có tin Nguyễn Phú Trọng ém quân chờ đợi giờ G bắt Lê Thanh Hải. Phải nói rằng tin đồn là nguồn tin có giá trị trong xã hội hiện nay. Bản chất của chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là dối trá. Bộ máy tuyên truyền khổng lồ với sự điều khiển của Ban Tuyên giáo Trung ương, thực hiện nhiệm vụ truyền thông một chiều. Những tin tức chính trị mà báo chí nhà nước đưa tin toàn là những tin tâng bốc Đảng. Mà trong những tin tâng bốc đó, phần lớn những tin bị bóp méo theo hướng có lợi cho Đảng nên nó không còn tính khả tín nữa. Nếu có một thông tin nóng và nhạy cảm về chính trị, hầu như mọi tờ báo đều đưa mẫu tin ấy theo một form giống nhau. Đọc tờ nào cách viết cũng na ná như vậy. Vì thế, Việt Nam có đến hơn 800 tờ báo được cấp phép nhưng tin tức rất nghèo nàn, không khả tín. Đó là lý do mà người dân luôn muốn tìm nguồn tin xác thực thì phải hóng lời đồn. Đó là thực tế rất buồn cười cho chính báo chí Việt Nam, nên báo chí mà Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là báo chí cách mạng. Lấy ví dụ như thông tin về nhân sự tứ trụ, tờ Thời báo.de đã đăng từ trước đây trong bài Trung ương 15 Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư, Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch nước, thông tin nội chính. Đã đăng vào ngày 16 tháng 1 vừa qua, nghĩa là cách đây gần 3 tháng. Và bây giờ thì thực tế đã chứng minh Thời báo.de đăng hoàn toàn chính xác. Chắc chắn khi tin tức này được đưa ra thì đối với một số người mà trung thành của đảng viên sẽ không tin. Đó là lý do vì sao tin đồn, tin ngoài luồng vẫn khả tín hơn tin tức của nhà nước rất nhiều. Đây là hình ảnh báo chính thống nhà nước đưa tin về vụ án Nhật Cường Mobile, trong đó phần bắt giữ ông Bùi Quang Huy bị tung tin sai sau đó đã sửa lại. Được biết vào năm 2019 khi mới khởi tố và khám xét vụ án Nhật Cường Mobile, báo chính nhà nước đã thông tin là bắt được Bùi Quang Huy, ông chủ của Nhật Cường Mobile. Nhưng cuối cùng báo chí đã phải đính chính lại là chưa bắt được vì ông chủ Bùi Quang Huy đã trốn từ nhiều ngày trước đó. Cuối cùng là Bộ Công an đã phát lệnh truy nã. Báo chí nhà nước họ tự xưng là chính thống, tuy nhiên mức độ khả tín trong các tin tức chính trị trong nước không cao. Đó là một thực tế. Cần phải tìm thêm nguồn tin ngoài không nằm trong hệ thống báo của Đảng. Và tin về việc ông Nguyễn Phú Trọng đang cho ém quân để chuẩn bị bắt Lê Thanh Hải là một trong những tin tức như thế. Ông Nguyễn Phú Trọng đã ngồi lại nhiệm kỳ thứ 3 vì mục đích gì? Bỏ mặc điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam không được phép làm điều đó. Chính ông Nguyễn Phú Trọng là người tham quyền và cố vị, tuy nhiên tham vọng của ông không dừng lại ở bao nhiêu đó mà ông còn muốn lưu danh sử sách với lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam như ông Hồ Chí Minh. Vì vậy tham vọng của ông rất nhiều, rất lớn. Ngoài muốn ngồi ở chiếc ghế quyền lực suốt đời thì ông còn có tham vọng tạo dấu ấn để cho lịch sử ghi nhận. Dấu ấn lớn nhất mà ông có thể làm là mượn công cụ chống tham nhũng để thanh trừng đối thủ, và nhờ mác chống tham nhũng ấy ông sẽ được tung hô. Chống tham nhũng lúc dưới ông đạt được hai mục đích lớn. Thứ nhất là dẹp đi chướng ngại vật cản đường ông cầm quyền suốt đời, và thứ nhì là tạo danh tiếng để điều danh. Một mũi tên xuyên thủng hai mục đích. Ông Nguyễn Phú Trọng đã tính nước cờ cao như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà ông Trọng đã tạo nên cái lò đốt củi tham nhũng từ năm 2016. Ông tạo cái lò trong nhiệm kỳ thứ 2 và cũng bắt được một số ủy viên Bộ Chính trị và nhiều ủy viên Trung ương Đảng. Tuy ủy viên Bộ Chính trị mà ông đem cho vào lò ấy về thế lực còn thua xa Nguyễn Tân Dũng và Lê Thanh Hải. Tuy nhiên, ông làm được như thế cũng là vô tiền khoáng hậu nên đã nhận được nhiều lời tung hô. Đây là hình ảnh muốn gây tiếng vang thì trước tiên ông Nguyễn Phú Trọng phải bắt được Lê Thanh Hải. Ở nhiệm kỳ thứ 3, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải làm chấn động hơn thì mới nhận được sự thừa nhận của mọi người. Thứ nhất, ông phải đưa thanh củi Lê Thanh Hải vào lò, và tiếp đến là thanh củi Nguyễn Tấn Dũng. Nếu Lê Thanh Hải bị bắt thì con cái của dòng họ Lê Trương cũng hết đường tiến thân. Nếu bắt được Nguyễn Tấn Dũng thì Nguyễn Thành Nghị và Nguyễn Minh Chiết cũng hết đường. Nói chung, đã hạ được gốc cây cổ thụ thì cành cây cũng chết khô chứ không thể phát triển được nữa. Chuyện bắt Nguyễn Tân Dũng là bài toán còn xa, còn bài toán thiết thực nhất là bắt Lê Thanh Hải. Và nếu cho ém quân để chuẩn bị bắt thì ai sẽ là tướng tiên phong, câu hỏi được đặt ra. Có thể khoanh vùng những tướng công an phục vụ cho việc bắt bớ này, Thứ nhất là Bộ Công an, mà người chịu trách nhiệm triển khai chuyên án chính là ông Tô Lâm. Trong đó, ông Tô Lâm sẽ cử một tướng làm trưởng ban chuyên án và người có nhiệm vụ đánh vào tinh thần nhóm Lê Thanh Hải chính là Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam. Người thứ nhì có thể bắt Lê Thanh Hải đó chính là Nguyễn Văn Nên. Ông Nên sẽ cho Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm triển khai. Nếu ém quân lên kế hoạch bắt Lê Thanh Hải thì chỉ có hai nơi đó mà thôi. Mỗi đơn vị có một ưu điểm riêng, cần phải phân tích kỹ mới có thể biết được. Có một thực tế là suốt 2 năm ông Tô Lâm không thể bắt được Tất Thành Cang, mặc dù tội của ông Cang quá rõ. Trong khi đó, chính Tô Lâm là người được nhiều kỳ tích cho Nguyễn Phú Trọng khi mà ông này đã mò sang tận nước Đức, bắt cóc thành công Trịnh Xuân Thành và bắt thành công Đinh La Thăng, cũng bắt thành công Nguyễn Đức Trùng. Tất cả đều là nhiệm vụ rất khó khăn. Tuy nhiên, ông Tô Lâm lại mất quá nhiều thời gian mà không thể bắt được Tất Thành Cang và cuối cùng phải nhờ đến bàn tay của Nguyễn Văn Nên với sự trợ giúp đắc lực của ông Lê Hồng Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên hay Tô Lâm sẽ bắt được Lê Thanh Hải. Còn Nguyễn Văn Nên tuy cùng với Lê Hồng Nam đã bắt được Tất Thành Cang, nhưng điều đó không có nghĩa là Nguyễn Văn Nên và ông Lê Hồng Nam có thể điểm yếu. Điểm danh của bộ đôi Nên Nam đều là dân ngoại tỉnh. Nguyễn Văn Nên gốc Tây Ninh, còn Lê Hồng Nam gốc Bình Dương, từng công tác tại Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an. Điều đó là lợi thế, tuy nhiên xung quanh ông Nên và ông Nam tai mắt của Lê Thanh Hải rất đông. Điều đó khó mà giữ được bí mật nếu ông Lê Hồng Nam nhận lệnh của Nguyễn Văn Nên triển khai quân đem bắt. Điều đáng nói là từ khi bị bãi chức, không biết ông Nguyễn Thiện Nhân có mục đích chính trị gì mà ông ta cứ theo sát Nguyễn Văn Nên trong các vấn đề chính sự của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, yếu điểm lớn nhất của Nguyễn Thiện Nhân chính là lo không xong vụ Thủ Thiêm và không xử lý được Tất Thành Cang, mặc dù ông Nguyễn Thiện Nhân có 2 năm để làm điều đó. Việc ông Nguyễn Thiện Nhân theo sát Nguyễn Văn Nên cho thấy rất có thể ông Nhân sẽ cản chân ông Nên làm nhiệm vụ nếu cần thiết. Đến giờ, không ai có thể khẳng định liệu việc ông Nguyễn Thiện Nhân không bắt Tất Thành Cang là do ông Nhân yếu kém hay do thông đồng với phe Lê Thanh Hải thì chưa biết. Như vậy, xét hết hai mặt, phía nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm, cho nên chọn một trong hai tướng cho triển khai ém quân thì cũng có khả năng thất bại. Vậy thì tại sao không kết hợp cả hai để bổ khuyết cho nhau để bắt con cá mập trắng mang tên Lê Thanh Hải? Và câu hỏi đặt ra là Lê Thanh Hải sẽ đối phó bằng cách nào? Những vụ án lớn như thế này thường phải tuyệt mật, tuy nhiên cái gọi là tuyệt mật trong Đảng Cộng sản Việt Nam thì giới thạo tin đều biết hết. Vì vậy không loại trừ khả năng tin tức lọt đến tai ông Lê Thanh Hải. Nhiều lúc tin tức còn có thể lọt đến tai người dân chứ nói gì đến tai mắt khắp nơi như ông Lê Thanh Hải đã giằng ra trước đó. Vấn đề là khi Lê Thanh Hải biết mình bị bố giáp thì lúc đó ông cũng đã bị biết hết đường thoát thân. Bài học của Trịnh Xuân Thành sớm đánh hơi để Cao chạy xa bay ra nước ngoài khi có lệnh cấm xuất cảnh là một bài học to lớn đối với ông Nguyễn Phú Trọng, và đó cũng là bài học xương máu đối với ông Tô Lâm. Vì nghiệp vụ bảo mật không tốt nên cuối cùng sự Cao chạy xa bay đó mà Tô Lâm đã phải nổi điên khi bị cộng đồng mạng nói về hành động sang Đức bắt cóc người bất hợp pháp như ông. Vào hồi tháng 12 năm ngoái, khi ông Nguyễn Văn Nên cho bắt Tất Thành Cang cho thấy ông Lê Hồng Quang đã học được bài học để sổng Trịnh Xuân Thành trước đó, nên Tất Thành Cang không thể trốn ra nước ngoài được. Đó là một cái hay của ông Lê Hồng Quang. Có thể Tô Lâm nhúng tay vào vụ án thì vụ án lại trở nên rắc rối hơn. Đây là hình ảnh bài học để Trịnh Xuân Thành chạy trốn ra nước ngoài khó mà lặp lại. Bây giờ công việc của Lê Thanh Hải chỉ có thể là mua chuộc, phi tàng chứng cứ và thuê luật sư tư vấn tìm cách đối phó khi đối mặt với cơ quan điều tra. Bằng mọi giá phải ngăn cản, ban chuyên án tập hợp đủ hồ sơ. Nếu không làm được thì việc cuối cùng chỉ có thể là ngồi ở nhà chịu bắt tù mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 6 tháng 4 năm 2021 với bản tin có tin Nguyễn Phú Trọng ém quân đợi giờ G bắt Lê Thanh Hải. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.